Thì cái kênh Sun 9X mình giới thiệu sơ ngang luôn, là cái kênh này là mình mới lập được hơn 2 tháng, mình đã thành công cái mục tiêu đầu tiên, đó là 3 tháng mà kiếm tiền. Nhưng mà nó thành công tốt đẹp luôn, vang dội luôn, đó là chỉ 2 tháng, đúng tròn 2 tháng luôn các bạn. Ngày 8 tháng 8 năm 2020 mình lập kênh, đúng ngày 8 tháng 10 là đủ điều kiện bật kiếm tiền. Ngày 7 tháng 10 chứ, ngày 7 tháng 10 là mình đủ điều kiện bật kiếm tiền. Và tối lại 11 giờ đêm là mình yêu cầu xét duyệt kiếm tiền luôn. Và đúng 1-2 giờ chiều ngày 8 tháng 10 năm 2020 là bật kiếm tiền, là tròn 2 tháng. Đó các bạn, cái ở đây mình chia sẻ không phải là mình phe, không phải mình phe các bạn, mà ở đây mình chia sẻ để cho tất cả các anh em có thêm một cái động lực. Đó, phần sau thì mình mới chia sẻ về những cái mà đã bắt kiếm tiền rồi là như thế nào. Thì lúc đó mình lập kênh, mình cứ tập hợp tem, xong rồi mình làm những cái video mình up lên thôi. Và mình đừng có đặt nặng quá cái vấn đề là bắt kiếm tiền. Thật sự khi mà mình đặt nặng quá cái vấn đề kiếm tiền á, thì chắc chắn với các bạn sẽ bị gặp áp lực. Thì cái áp lực đó sẽ làm cho mình bị gối các bạn, là bị vội vàng á. Mình làm YouTube mà chúng ta vội vàng là bó tay, thật sự là như vậy đó. Và cái may mắn mà mình làm được á, đó là được 1-2 cái video ăn đời sức. Thì lý do tại sao mà mình làm được cái mà ăn đời sức, thì trong đó là 40% là may mắn, 30% là mình tìm hiểu, là 70% đúng không? Còn 30% còn lại là mình áp dụng như thế nào. Thứ nhất, mình chọn cái thời điểm lập kênh là ngay trong Trung thu các bạn, gần Trung thu. Thí dụ Trung thu là gần tháng 8 là Trung thu đúng không? Mình lập cái kênh trước một tháng, mình up những cái video bình thường lên để là mình có một cái độ tương tác. Xong xuôi rồi, gần tới Trung thu mình đánh vào cái trend Trung thu các bạn. Nhưng mà mình khuyên các bạn như thế này, các bạn đánh vào trend thì cũng phải cẩn thận, tại vì cái trend á là con dao hai lưỡi. Nếu mà các bạn lạm dụng nó thì sau này kênh của mình bị ảnh hưởng. Lúc đầu thì nó phát triển cực kỳ ngon, nhưng mà kênh của bạn sau này sẽ bị ảnh hưởng. Mình đảm bảo 100% luôn, kênh bạn sẽ bị ảnh hưởng. Tại sao mình dám đảm bảo 100%? Mình có hai kênh bật kiếm tiền rồi các bạn. Một cái kênh là tên là SCF Việt Lê. Mình ngồi mình livestream, mình bình luận á, mình làm bên cái phần mà năm chú tiểu thì Nga Minh Bầu Vũ Trụ, hoặc là năm chú tiểu tình hấp bồng like á, và bật kiếm tiền hồi đầu năm 2020. Và mình đã cho manh mình cái kênh đó là 15.000 lượt subscribe, trên 15.000. Nhưng mà cái kênh đó làm về chủ đề năm chú tiểu các bạn, bắt trend mới nhảy lên được 15.000. Và cuối cùng ông anh mình bây giờ làm vlog không thành công, làm không ăn đề sức, làm không có view, trong khi đó là được gần là 15.000, hơn 15.000 lượt subscribe rồi, mà ngược lại lại không có đăng video lên mà không tới 1.000 người xem. Đó là cái tác hại của cái việc bắt trend, lạm dụng trend. Đó là mình nêu cái bản thân của mình ra luôn đó các bạn. Còn mình còn một cái kênh là Quắc Việt Lê, hiện giờ cũng đang livestream nói về chủ đề năm chú tiểu thì Nga Minh Bầu Vũ Trụ. Và mình cũng có tiếng ở trên cái mà cộng đồng fan của năm chú tiểu thì Nga Minh Bầu Vũ Trụ á. Nếu mà các bạn lên gặp mà fan của các bé ở Thiền Nam á, các bạn cứ nói Việt Lê là người ta sẽ biết, là người ta sẽ biết mình chắc chắn với các bạn luôn. Tại vì chửi lộn tối ngày mà tại vì chửi lộn tối ngày bắt chen á của năm chú tiểu á. Và cái kênh đó hiện giờ là gần 16.000 subscribe. Nhưng mà thật sự với bạn, các bạn á, chỉ làm về chủ đề năm chú tiểu thôi. Còn làm những cái chủ đề khác, đảm bảo với các bạn là không có view luôn. Chứ kênh Quốc Việt Lê làm chủ đề khác là không có view, giỏi lắm được 1.000 view à. Mà nói về chủ đề năm chú tiểu á, một ngày là livestream 3 video vẫn có khả năng kéo lên được, mỗi video là 2.000 đến 3.000. Nhưng mà thật sự cái kênh đó gần 16.000 lượt subscribe mà không bằng cái kênh gần 5.000 lượt subscribe này của mình đó. Thật sự luôn á, cái kênh Sun 9X á, một cái kênh chỉ 4.700 mấy mà lại có giá trị hơn cái kênh 15.000 mấy. Đó. Tại sao lại như vậy? Tại vì cái kênh bắt trend, cái kênh livestream, cái kênh làm lên, cái kênh mà làm tin tức á,
nó sẽ không có giá trị bằng cái kênh làm vlog, mình dám khẳng định các bạn luôn. Và livestream luôn luôn bị tiền vàng, và mình phải xử lý rất là mệt mỏi về cái vấn đề tiền vàng đó, thật sự luôn đó. Bởi vì mình khuyên các bạn, cái vấn đề blockchain đó nó rất là nguy hiểm, nếu ai gành về nó là cái nhất. Cái thứ hai là ai khéo tay nhất và biết dừng ở điểm đúng của nó thì tận dụng rất là tốt để bắt kiếm tiền. Nó chỉ để dành bắt kiếm tiền thôi, còn để mà có doanh thu thu nhập á thì thật sự á trung bình thôi các bạn. Mỗi tháng cái kênh Phát Việt Lê của mình chỉ doanh thu trung bình thôi, từ 300 đến 500 đô thôi. Làm cỡ nào làm, không lên nổi là không lên nổi. Mỗi ngày mình like tới 3 video mới được là 500 đô. Nó thiệt luôn á. Và chúng ta phải khéo léo trong cái việc bắt chen. Giống như cái kênh Xuân Chính Ít, mình bắt chen trung thu. Mình làm liên tục 3 cái chen này luôn, của cái trung thu luôn. Múa lăn, làm lồng đèn và phát quà. Một tháng đầu tiên mình làm video tèn thôi. Và bước qua tháng thứ hai, gần tới trung thu rồi, mình liền nắm bắt cái chen trung thu liền. Là mình làm cái lồng đèn liền cho mấy cái đứa nhỏ tem ít chính ít của mình làm cái lồng đèn trung thu liền. Nhưng mà bắt chen cũng không được luôn. Chỉ giỏi lắm được 1.000, 2.000 lượt view thôi. Tới bây giờ là 3 tuần rồi mà nó chỉ được có 2.001 lượt view thôi. Nhưng mà may mắn cho mình là mình bắt được cái chen múa lăng. Chỉ ăn được cái chen múa lăng thôi. Đó. Thì nhờ cái chen múa lăng đó mình có một cái video hiện giờ là gần 250.000 lượt xem trong một vòng một tuần. Nó ăn đề sức rồi là ăn dữ dằn luôn, nó lên veo veo luôn, và nó kéo luôn nguyên một cái dàn video sau của mình luôn, lên veo veo luôn. Chỉ một cái video mà các bạn ăn được, bắt chen mà ăn được thôi là các bạn sẽ được khoảng 10 cái video ăn theo. Mình dám khẳng định điều đó, thật sự luôn á. Mình up liên tục là 1, 2, 3, 4, 5 cái video chen trung thu các bạn. Là múa lăng á, bắt năm múa lăng á, mình làm 5 cái video liên tục và mình sell từ khóa tập trung thẳng vào múa lăng luôn đó. Xong rồi trong 5 video này có một cái video của mình ăn được cái chen, bắt được cái đề xuất là hiện giờ hồi nãy như mình nói gì đó, 250.000 lượt view. Và trong cái thời điểm mình làm cái chen múa lăng á, mình vẫn up những cái video đề thường của mình lên để cho người ta biết đến cái chủ đề của mình làm là cái gì đó. Thì may mắn thì mình được ăn thêm một cái đề xuất nữa. Nó là như vậy đó các bạn. Từ đây tới Tết các bạn cố gắng liên hệ một cái đòn lăng cho mình. Các bạn chỉ quay đúng cái đòn lăng đó đang xen với chủ đề vlog của các bạn. Cứ up đều lên, 2 ngày một video, 2 ngày một video. Mình up theo cái mà của mình là như vậy, 2 ngày một video. Và up đúng cái khung giờ. Ví dụ bạn chọn 6 giờ chiều là 6 giờ chiều up. Các bạn chọn 7 giờ tối là 7 giờ tối các bạn up. Ở tới đó thì văng lên up. Và kết hợp với sale từ phá. Mà sale từ phá thì chắc chắn là anh tự nhiên quên cái tên anh chủ kênh nè trời. Xin lỗi nha anh chủ lúc. Ừ, anh Henry Fan. Xin lỗi ông anh. Anh Henry Fan là cái sale từ phá hay là tăng văn các thứ thì ảnh đã chia sẻ với các bạn rồi đó. Thì cứ áp dụng vô là chắc chắn được à. Mình đảm bảo luôn hết. Đó thì các bạn dựa vào cái trend đó, các bạn kéo cái kênh bạn lên. Khi nào cái kênh của bạn lên rồi, bạn phải tập trung ngay lập tức quay về cái chủ đề của mình. Chứ đừng có tham cứ quay cái chủ đề múa lăng. Tại vì qua Tết là cái trend múa lăng hết. Mình dám khẳng định các bạn, từ đây tới Tết trend múa lăng là hot. Nhưng mà sau Tết trend múa lăng không còn ăn đề xuất nữa. YouTube sẽ không đề xuất cái trend múa lăng nữa. Là giỏi lắm các bạn chỉ kiếm tèn thôi. Là các bạn làm không có lợi mấy kênh lớn đâu, thật sự.